Doanh số bán hàng của tập đoàn Alibaba trong ngày lễ Độc Thân 11 tháng 11 năm nay đạt 74,1 tỷ đô la Mỹ. Sự kiện bán hàng lớn nhất thế giới năm nay ở Trung Quốc kéo dài trong vòng 4 ngày, át hẳn cả sự kiện Black Friday và Cyber Monday ở Mỹ. Với quy mô lớn như vậy, nhiều người coi sự kiện này là dấu hiệu của sự phục hồi kinh tế tại Trung Quốc sau đại dịch COVID-19. Ông Jiang Dan, chủ tịch tập đoàn Taobao và Tmall cho biết, do đây là ngày lễ Độc Thân đầu tiên sau đại dịch nên nhu cầu mua sắm của người dân cao hơn. Bởi đây là ngày lễ Độc Thân đầu tiên sau đại dịch, nên tất cả chúng ta đều được hưởng lợi về phục hồi nhờ vào sự tiêu thụ mạnh mẽ của người dân Trung Quốc. Chúng tôi muốn tạo bước đà, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho những thương hiệu mới và những doanh nghiệp mới. Ngày lễ Độc Thân năm nay đánh dấu số lượng người tham gia bán hàng lớn nhất trong lịch sử. Sự kiện mua sắm này khởi động năm 2009, thường chỉ kéo dài một ngày. Năm ngoái, kỷ lục tổng khối lượng hàng hóa đạt 38,4 tỷ đô la Mỹ. Năm nay, tập đoàn Alibaba đã cho khách hàng nhiều thời gian để mua sắm hơn khi có thể mua hàng giảm giá trong các ngày từ ngày 1 tháng 11 đến 3 tháng 11 và trong ngày 11 tháng 11. Tổng khối lượng hàng hóa năm nay của Alibaba đạt 498,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 74,1 tỷ đô la Mỹ. 16 triệu mặt hàng giảm giá đã được tung ra tại sự kiện mua sắm này.